Xin chào mọi người, rất vui được gặp mọi người trong video ngày hôm nay. Xuân lại quay trở lại với mọi người với chủ đề skincare. Và chủ đề skincare gần đây mình hay up lên YouTube lắm nên các bạn có thể tham khảo nha. Các bạn trên Insta và Facebook đã hỏi mình là chị hãy recommend cho em một vài sản phẩm mà làm sạch da hiệu quả. Thì hôm nay sau khi mình tổng hợp 3 sản phẩm, 3 em ấy được mặc ok nhất mà mình cảm thấy ổn nhất, mình sẽ review cho mọi người trong một video ngắn này nhé. Cái chuyện làm sạch da thì mọi người nghĩ rất là đơn giản đúng không? Riêng mình thì không. Tại vì đặc thù công việc của mình là phải trang điểm rất là nhiều mỗi ngày luôn. Thì cái việc là có một làn da sạch sâu thì đó là vấn đề tiên quyết để quyết định làn da của mình có đẹp hay không. Thông thường thì các bạn chỉ dùng sữa rửa mặt để mà massage, mặt rồi rửa lại với nước đúng không? Thì mình nghĩ là chưa bao giờ sạch hoàn toàn cả. Thì các bạn hoàn toàn có thể thử bằng cách là dùng miếng bông và thấm nước hoa hồng một toner lau lên thử coi là cái miếng bông nó có thay đổi màu không. Nếu thay đổi màu thì da bạn chưa sạch hoàn toàn đâu nha. Thì chúng ta cần sử dụng những cái dụng cụ hỗ trợ để rửa mặt để làm cho da chúng ta sạch sâu nhất có thể nha. Xuân gọi đó là dụng cụ hỗ trợ vì sao? Vì hiện nay có rất là nhiều sản phẩm giúp cho da mặt chúng ta được sạch sâu, đó chính là máy rửa mặt nè, hoặc là chỉ đơn giản là một cái bông rửa mặt hoặc là một cái cọ rửa mặt thôi, thì đó cũng là sản phẩm hỗ trợ rửa mặt rồi. Và hôm nay Xuân sẽ giới thiệu cho mọi người 3 sản phẩm dụng cụ rửa mặt mà mình thích nhất, từ cao cấp cho tới bình dân luôn. Đây, đầu tiên là máy rửa mặt cao cấp nhất mà mình từng dùng, đó chính là em máy rửa mặt Truvera. Máy rửa mặt này có giá trên thị trường là tầm 2,5 triệu đó. Và nói về em này thì có rất nhiều ưu điểm luôn. Đầu chổi cong được này, mọi người có thấy không? Đầu chổi cong 30 độ có thể làm sạch mọi cái ngóc ngách ở trên mặt, như là cánh mũi này hoặc là những cái như là khóe miệng này đó. Đó. Sợi silicon chỉ có 0.06mm thôi nên là làm sạch da sâu nhất từng lỗ chân lông luôn. Em này cực kỳ hiệu quả cho những cái bạn nào mà muốn kiểu là làm sạch sâu cho da đó, và dành cho da nhạy cảm luôn nha. Các bạn hoàn toàn có thể sử dụng phía sau này để mà chúng ta massage mặt, chúng ta nâng cơ lên. Và cái nhiệt độ lý tưởng nhất mà em này có thể tỏa ra là 48 độ, để cái dưỡng chất hoạt động hiệu quả nhất trên da nha, thấm sâu nhất trên da luôn. Và mình dùng em này thì cực kỳ thích luôn, và sạch da vô cùng. Đúng là kiểu hiện đại hại điện á, nên là giá của em này cũng khá là chát. Nên là bạn nào mà cảm thấy có điều kiện thì mình khuyên là nên sử dụng em này. Em này rất là ok luôn đó. Và trước đây thì mình có làm một video riêng cho em này rồi nha mọi người. Mọi người có thể hoàn toàn xem lại video của Xuân để mà biết chi tiết nhất về em Truvera này nhá. Đây, em máy rửa mặt tiếp theo mình giới thiệu cho mọi người là em máy rửa mặt dưới 1 triệu nha. Và em này tên là Pepper Lisa. Và Pepper Lisa thì nó là một bản đúc của Foreo á. Máy này có thiết kế gần giống như em Foreo luôn. Và em này có tới 12 mức độ rung, các bạn có thể thấy dấu trừ và dấu cộng ở đây nè. Thì nhưng mà cái độ rung của em này so với Foreo thì khi mà rung ở cái mức mạnh hơn á thì nó kêu rất là to, nên đôi khi kiểu hơi bị sợ á. Đây, cái gai silicone khá là mềm mượt này, mọi người có thể thấy cái gai silicone khá là mềm mượt nha. Tuy nhiên cái gai silicone này so với em Juvera vừa rồi hoặc là em Ferro, thì những bạn nào đã xài những cái hàng cao cấp đó rồi thì chắc chắn là cái gai silicone để mà rửa mặt này sẽ không mềm và mịn được như vậy đâu. Mặt sau của em này vẫn có những cái rãnh để mà massage mặt, massage nâng cơ hoặc là massage dưỡng chất. Tuy nhiên sẽ không tốt bằng em Ferro ở cái đoạn là nó có nhiệt độ lý tưởng để những cái dưỡng chất thấm sâu vào da thì em lại không có. Và những cái rãnh này mình cảm thấy nó hơi bị thưa, khiến cho massage nó không có được đã cho lắm. Ok, nhưng mà cái giá thị trường của em này thì tầm 600-700 ngàn thì mình cũng hợp lý cho cái chất lượng của nó rồi. Thì bạn nào mà cảm thấy thích Ferro thì kiểu có thể mua em này để mà trải nghiệm những cái cảm giác gần như là giống như Foreo luôn, bản chất khá là tốt, ok luôn đó. Sản phẩm thứ ba rồi đây, và sản phẩm này cực kỳ đặc biệt, đó chính là không phải là máy rửa mặt mà là một dụng cụ hỗ trợ rửa mặt, nhưng mà là thanh rửa mặt nha mọi người. Mọi người nghe qua bao giờ chưa? Đây là thanh rửa mặt Thelma Queen. Thì trước đây mình đã từng biết đến thương hiệu này qua một vài cái sản phẩm mà một cái sản phẩm cực kỳ nổi tiếng và tạo nên cái thương hiệu Thelma Queen luôn, đó chính là thanh lăn lạnh đó. Và đối với Xuân thì dụng cụ rửa mặt thì có rất là nhiều, nên là mình sẽ giới thiệu cho mọi người những cái máy rửa mặt hoặc là những cái dụng cụ rửa mặt mà mình cảm thấy ok nhất. Thì em này là một trong những cái dụng cụ rửa mặt và những cái dụng cụ rửa mặt hỗ trợ mà không phải máy rửa mặt mình cảm thấy ưng nhất từ trước đến giờ luôn. Đây, đối với thanh rửa mặt Thelma Queen này thì cái đầu bàn chải này được làm từ sợi silicon kháng khuẩn và thiết kế tay cực kỳ dễ cầm nha, để rửa mặt mà không hề bị sợi bị trơn tuột. Đây, mọi người có thể nhìn rõ không? Đó, bề mặt của bàn chải được làm từ silicon dẻo rất là mềm và có thể làm sạch cho da luôn và dễ dàng vệ sinh cọ sau khi rửa. Đây,
có thể cảm nhận được độ mềm không mọi người đó. Đấy. Ở phía sau thiết kế có cái nút này nè mọi người, kéo ra và bơm căng bằng bơm căng, kéo ra và bơm căng bằng cách chúng ta có thể nhấp nút này khoảng 6 đến 7 lần, không cần quăng căng quá đâu nha, nó đã bắt đầu căng lên rồi này mọi người thấy rõ không? Đó. Sau khi làm căng rồi thì mọi người giữ cái thân bằng cách kẹp ngón tay như thế này. Sau đó xoa nhẹ nhàng với sự rửa mặt ở tay rồi massage nhẹ nhàng lên mặt là được nha. Đối với bàn chải này thì còn có thể làm sạch cả make up như là son và mascara. Đó bây giờ mình sẽ test thử cho mọi người xem nha. Xung sẽ thử lên tay cho mọi người xem nha. Đây là son và mascara nè. Mình sẽ cho nước và sự rửa mặt vào và dùng thanh lăn để mà mọi người có thể cảm nhận được rõ nhất cái độ làm sạch của nó nha. Đây là sau khi làm sạch rồi, mọi người thấy sạch không? Đó, cực kỳ sạch luôn nha. Và với sản phẩm này của Thelma Queen thì mình cảm thấy em này cực kỳ nhỏ nhưng mà có vỏ luôn, vừa giúp làm sạch bã nhờn nè, vừa giúp là tuần hoàn máu nữa. Thì bình thường á, massage rất là thích nên Xuân hay dùng em này để massage body đó mọi người. Mình thích sản phẩm này bởi những cái điều rất là đơn giản, đó chính là không cần dùng pin hay là dùng điện để mà vận hành, chúng ta hoàn toàn có thể chủ động và linh hoạt mang đi du lịch rất là nhỏ gọn, mà cũng không hề kém cạnh hiệu quả làm sạch da so với những cái em máy rửa mặt xịn sò khác. Thì giá dao động trên thị trường là tầm 200 đến 250, bán ra thị trường thì Xuân cảm thấy em này khá là rẻ so với chất lượng của nó luôn á. Nếu chi phí mua một em máy rửa mặt đối với các bạn học sinh sinh viên khá là cao thì các bạn hoàn toàn có thể cân nhắc em này với một dụng cụ hỗ trợ rửa mặt, thanh rửa mặt Thelma Queen này, tầm 200 đến 250 thì hoàn toàn các bạn có thể mua được và hiệu quả cũng không hề kém cạnh gì với những em máy rửa mặt kia đâu. Ok, và vừa rồi là review của Xuân về ba em máy rửa mặt mà mình cảm thấy thích nhất thời gian vừa qua. Thì hy vọng là sau khi xem video này mọi người cảm thấy là có thể tìm được một em máy rửa mặt phù hợp với giá tiền cũng như là mang lại hiệu quả tốt nhất cho da mình nha. Cảm ơn mọi người đã xem video của Xuân ngày hôm nay. Nếu mọi người thấy hay hãy like, share, subscribe kênh của mình nhé. Và nếu có thắc mắc gì mọi người comment ở phía dưới, mình sẽ giải đáp. Mình để cái thông tin của sản phẩm ở phần mô tả cho mọi người tham khảo nha. Xin chào và hẹn gặp lại các video sau. Bye bye.